Thôi thì cái lúc mà thời điểm em mà đi học ở dưới Yên Bái là gia đình rất là khó khăn. Thế nhưng mà cũng mà cái niềm đam mê của em thì cô cũng rất là cố gắng để cho em nó đi, tạo mọi điều kiện để cho em nó đi học. Thế khi mà em nó đi học ở dưới đấy thì kinh phí thì nó cũng khó khăn, nhưng mà cô cũng động viên em, nhưng mà em nó cũng là con người rất là biết tiết kiệm cho cha mẹ, nó không ăn tiêu hoang phí. Thì nói chung là đi khi mà chuyển về Hà Nội thì cái kinh phí của Hà Nội thì nó có nhiều hơn, thì là cô không phải đầu tư cho em nữa. Em về Hà Nội thì kinh phí nó lớn, là cô cũng mừng là cô không phải đầu tư cho em nữa. Thì từ đấy đi thì em học tập nói chung là cũng rất là tiến bộ. Thế là gọi điện hỏi thăm thầy giáo thì thầy giáo cũng bảo em là em học tập em tiếp thu tốt, thì là gia đình cứ yên tâm, thầy giáo ở dưới đấy sẽ quản lý các em, mà gửi gắm con cái trong gia đình là cũng rất yên tâm, và cũng rất là cảm ơn các thầy các cô ở dưới Yên Bái, ở dưới nhà trường Hà Nội. Nói chung là các thầy các cô tạo điều kiện rồi là dạy dỗ em đến ngày nay, em tiếp thu được mà em đạt được những thành tích như thế này là cũng rất là, gia đình cũng rất là vinh dự. Em đã mang được những cái huy chương vàng về cho nước nhà, cũng như là vinh dự cho gia đình và hãnh diện cho bản thân em, là gia đình rất là phấn khởi.